What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi review sơ qua một em bản phím cơ nữa đến từ hãng Aula. Thì cái hãng Aula này nó cũng cho ra rất là nhiều cái dòng bản phím cơ, giá cũng khá là hợp lý mà cái build của nó cũng ổn. Hôm nay mình sẽ cùng đưa anh em đến xem một con bản phím cơ full size cũng đến từ nhà Aula. Và con này có cái chất lượng build khá là chắc chắn. Rồi chúng ta sẽ xem thử coi con này có những cái gì nhé. Về cái cách đóng hộp của Aula thì hầu như nó cũng không thay đổi từ rất lâu rồi. Nó chỉ là phông màu đen và nó sẽ có cái mặt của thằng Samurai gì đó ở đây. Phiên bản mình đang mở hộp đây là phiên bản màu trắng. Ngoài ra thì nó còn có phiên bản màu đen nữa các bạn nhé. Full trắng hoặc là full đen. Em này sẽ là full size, rất là to. Bây giờ cái kiểu thể loại full size như thế này khá là hiếm. Đây, trắng tinh luôn. Chỉ có mỗi cái logo là màu xanh khá là nổi bật ở đây. Còn lại xung quanh của nó thì tất cả đều là màu trắng hết. Để xem trong hộp còn cái gì nữa không. Ở trong hộp thì nó sẽ còn tặng kèm cho chúng ta một cái nhổ keycap, kim nhổ switch, một sợi dây cáp. Sợi dây cáp này thì mình thấy nó cũng rất là bình thường, C to A thôi và cũng là bằng mọc nhựa, không có chống nhiễu luôn. Một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và tất nhiên cái cuốn sách này thì chúng ta cũng nên giữ lại, tại vì sẽ có một số cái chức năng mà chúng ta phải đọc thì mới có thể sử dụng được. Đây, như các bạn thấy thì lâu lắm rồi mình mới lại thấy lại một cái em bàn phím cơ full size đầy đủ như thế này. Đây là một cái kiểu dạng basic và nó sẽ là 108 nha các bạn. Ngoài 104 nút bình thường ra thì chúng ta sẽ có thêm 4 nút này nữa. Và 4 nút này sẽ có cái công dụng đó là chỉnh LED này. Rồi ngắt bài, power bài. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể macro nếu mà dùng phần mềm. Đó. Với cái size layout full size này thì nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà hay sử dụng làm cho công việc. Hoặc là cần đến cái phần lông bát này nhiều. Thì chúng ta sẽ sử dụng. Và thường mình thấy những cái người mà sử dụng full size thì thường sẽ tích hợp luôn công việc văn phòng ở trong này. Thì nó cũng sẽ khá là tiện. Về cái chất lượng build thì như các bạn thấy thì nó build cũng khá là ngạc, nhìn nó hơi to bản một xíu chứ không có cái kiểu thu gọn như những con bàn phím thông thường. Đó, và nó có chất lượng build rất là cứng cáp, có lẽ là do con này dùng blade thép, khung nhựa cũng nhựa nhìn có vẻ như rất là cứng và cũng hơi sần một xíu. Và tất nhiên thì keycap của nó cũng sẽ chỉ là keycap ABS thôi. Keycap ABS của nó thì cũng sẽ được làm double shot nha các bạn nhé. Đây, double shot và cái cap của nó không được dày lắm, kiểu dạng cơ bản thôi. Và cũng sẽ có xuyên led, tại vì cái lớp nhựa phía bên trong sẽ là lớp nhựa trong suốt để cho chúng ta có thể nhìn xuyên led. Với cái layout cơ bản này thì các bạn yên tâm, chúng ta cũng có thể thay được bất kỳ cái key cap nào cũng được, khá là dễ dàng. Và key cap của nó sẽ là có chuẩn độ cao là OEM. Đây. Với cái độ cao OEM này thì nó cũng rất là dễ tiếp cận đối với mọi người. Cái đặc biệt nữa là cái cây của con này thì làm nhô cao lên, nó sẽ giấu chân switch. Tuy nhiên thì cái bộ cây cáp này nó không đủ dày để mà có thể giấu được hết. Chúng ta vẫn có thể thấy những cái khe hở ở đây. Nhưng mà với cái những cái con layout chuẩn như thế này, chúng ta cũng có thể thay được những cái bộ cây cáp xịn hơn để cho nó khít thì khít. Thì với cái kiểu giấu chân switch này thì mình nhìn nó cứng cáp và nó cũng đầy đặn hơn nhiều. Về cái khung của nó thì không có gì phải bàn rồi, quá là dày dặn. Phía mặt sau thì chúng ta vẫn sẽ có cái kickstand hai nấc. Đó, cái mặt đáy thì cũng sẽ được làm vân nổi như thế này. Chúng ta sẽ có sticker của nhà sản xuất ở đây, Aula, mã là F3033. Chúng ta sẽ có một cái hay nữa, đó là nó sẽ sử dụng cổng USB-C có dây cáp rời nha các bạn. Với cái dây cáp rời này thì các bạn yên tâm là chúng ta có thể custom được dây tùy thích. Ok, bây giờ mình sẽ xem thử coi cái switch của nó có switch của nó sẽ là switch gì nha. Em này sẽ sử dụng đó là switch của Otemu, một con switch cực kỳ cơ bản luôn. Nó switch này hầu như mình thấy đã xuất hiện ở tất cả các con bàn phím cơ giá rẻ rồi. Và nó sẽ là dòng red switch. Con này thì bấm nó cũng khá mượt, tuy nhiên nó vẫn còn rất là sạn. Và tiếng binh cũng vẫn là còn rất là to nữa. Cho nên là các bạn nếu mà muốn ok thì có lẽ các bạn nên lúp lại hoặc là có thể thay một cái bộ switch khác. Đó, chân của nó cũng sẽ là chân đồng, khá là ổn. Nói chung thì nếu chúng ta không quá yêu cầu mà không bàn phím cơ xịn sò thì cái switch này cũng đáp ứng ok rồi.
Về cái mặt của nó đây, đó các bạn nhìn thấy không? Đây là một cái điểm khá là ăn tiền của con này. Nó sẽ vẫn sẽ hỗ trợ, nó vẫn sẽ có hỗ trợ hot swap 5 chân luôn. Tuy là rebet thôi nhưng mà nó vẫn sẽ có 5 chân. Chúng ta sẽ bớt được một cái, đó là đỡ phải cắt cái chân nhựa của những con switch 5 chân ra. Đó, và cán switch nó cũng sẽ chắc chắn hơn nữa. Plate của em này sẽ là plate thép, được sơn màu trắng và sẽ có lót luôn sẵn foam đáy và foam PCB luôn. Với cái tầm tiền này thì bây giờ mà không lót các cái những cái foam như thế này nữa thì cũng nghĩ là sẽ rất là khó bán. Em này còn có một cái khá là ngon nữa, đó là về phần các cái chế độ đèn LED. Bây giờ mình sẽ thử cắm dây vào cho các bạn xem nhé. Đấy, như các bạn thấy thì em này sẽ được hỗ trợ hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu. LED con này cũng khá là sáng, nó không phải là thuộc dạng là sáng nhất từ trước đến giờ. Tuy nhiên thì nó cũng rất là sáng rồi, so với tới cái tầm tiền khoảng hơn 700 nghìn thì em này cũng đang có một cái hệ thống đèn LED khá là ngon. Đặc biệt là em này sẽ có hỗ trợ thêm một cái nữa, đó là LED gầm. Đó, LED gầm RGB luôn. Đây, cái giả đèn LED này thì nó cũng sẽ gắn cái miếng nhựa tản LED trong suốt, cho nên nhìn LED di chuyển cũng rất là mượt. Đó, hai bên luôn nhé, bên trái lại bên phải luôn. Đấy, khá là đẹp. Nếu như mà trong ban đêm thì chúng ta để trên bàn thì nó cũng sâu ra một chút gì đó, LED cũng rất là sập sình luôn. Và cái hệ thống đèn LED này thì tất nhiên chúng ta sẽ có phần mềm để mà điều khiển đèn LED, hoặc là chúng ta có thể thao tác thủ công ở phía trên bàn phím luôn bằng cách ấn FN với lại các cái nút Insert, Home, Del gì đó để chúng ta có thể điều khiển. Cả cái LED viền chúng ta cũng có thể điều khiển được nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bớt điện ở trong phòng đi và cùng show cho anh em xem các cái chế độ đèn LED của em này nhé. Như các bạn thấy thì hệ thống đèn LED của em này rất là đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần cực kỳ quan trọng, đó là sound test. Thì với những con bàn phím cơ giá rẻ như thế này thì chúng ta chỉ cần một cái duy nhất, đó là step nó không lọc sọc quá là được rồi. Còn nói chung là gõ thì tất nhiên những con bàn phím cơ này nó đã lót foam đầy đủ thì gõ cũng tiếng nó cũng khá là ổn. Ok, let's go.
Thế như các bạn thấy thì con này cái step nó làm cũng chưa được ngon lắm, vẫn còn nghe tiếng lọc sọc khá là nhiều. Có lẽ là thằng Ola này nó không có đầu tư về những cái step đó. Tuy nhiên thì mình thấy nếu như mà các bạn muốn mock thì cũng mock cũng khá là dễ dàng, vì con này có hot swap. Sau khi mock step hoàn chỉnh rồi thì con này cũng khá là ngon đấy. Ví dụ như là chúng ta vẫn sẽ có được forearm lock đầy đủ này, hệ thống đèn led đẹp sáng, nhiều chế độ. Và ngoài ra thì chúng ta còn có cả hot swap 5 chân luôn, mặc dù chỉ là hot swap revet thôi. Nó sẽ hơi kém một xíu, tuy nhiên thì nó cũng vẫn sẽ tốt hơn nhiều so với những con revet 3 chân, đúng không? Và chúng ta sẽ có thêm một cái nữa là build cực kỳ chắc chắn, cầm lên rất là đầm, nạc nữa. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có cáp rời, đây là một trong những cái điểm mà mình thấy khá là ok. Các bạn thấy sao về bàn phím này, với giá khoảng hơn 700 ngàn thì nó có ok không? Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì hãy cứ comment ở phía trong phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share, ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, bye bye.